Chấn động, bác sĩ Long điều trị cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chứng thực kết quả xét nghiệm ADN cho Hồng Loan. Kính thưa quý vị khán thính giả, mỗi ngày chúng tôi đều cố gắng tìm kiếm những thông tin mới nhất, nóng nhất liên quan đến Hồng Loan để gửi đến quý vị khán giả trong và ngoài nước. Vì chúng tôi biết rằng chính quý vị cũng đang rất quan tâm đến Hồng Loan và chờ ngày mẹ con sáu bào phải trả giá. Tới nay, đại gia đình Hồng Loan đã có cuộc gặp gỡ với bác sĩ Long, người đã trực tiếp điều trị cho nghệ sĩ Vũ Linh trong những ngày cuối đời. Và điều quan trọng là chúng ta đã chính thức có kết quả xét nghiệm ADN giữa Hồng Loan và cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chắc hẳn quý vị sẽ thắc mắc, cậu Nam Vũ Linh đã qua đời thì làm sao có mẫu xét nghiệm? Vâng, chính bác sĩ Long đã làm được điều đó. Mẫu máu của cố nghệ sĩ vẫn còn lưu trữ tại bệnh viện. Và bây giờ thì chúng ta không còn do dự gì nữa mà không thừa nhận Hồng Loan chính là con ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hồng Loan đưa ra yêu cầu, nếu không tin thì có thể cùng cô Sáu, chú Bảy đi xét nghiệm. Nhưng họ đâu dám làm điều đó. Bây giờ thì Hồng Loan đi xét nghiệm ADN với chính mẫu máu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh còn lưu trữ tại bệnh viện. Vậy thì kết quả phải chính xác đến 100% phải không quý vị? Bác sĩ Long, người đến trước nhưng về sau. Tôi gọi bác sĩ Long, khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là người đến trước nhưng về sau. Bởi vì bác sĩ Long là người trực tiếp chẩn đoán và điều trị cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từ năm 2019. Bác sĩ Long cũng là người đã đề xuất phòng tốt nhất để có thể cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nằm dưỡng bệnh, là người chứng kiến Hồng Loan và tất cả những ai đã ở bệnh viện chăm sóc cho cố nghệ sĩ trong thời gian đó. Bác sĩ Long cũng là người trực tiếp mổ và đề xuất chuyển viện cho cố nghệ sĩ xạ trị, đồng thời cũng là người tiếp xúc với rất nhiều nghệ sĩ đã đến thăm và giúp đỡ cố nghệ sĩ trong những năm tháng cuối đời. Khi nghệ sĩ Vũ Linh nằm viện lần 2, cũng chính bác sĩ Long đã hỏi nghệ sĩ Vũ Linh nếu phẫu thuật anh sẽ sống được hơn 10 năm và phải tạm ngưng việc ca hát vĩnh viễn. Còn nếu không phẫu thuật, anh chỉ có thể ca hát và biểu diễn được 1 năm và sẽ xảy ra những tình huống xấu nhất. Nghệ sĩ Vũ Linh khi đó đã thốt lên rằng là một nghệ sĩ mà không được hát, không được biểu diễn, không được phục vụ khán giả thì đó là một bản án kinh khủng nhất. Là sống không bằng chết, thôi thì tôi chấp nhận không phẫu thuật để được ca hát, được biểu diễn 1 năm để trả nợ ân tình cho khán giả. Bác sĩ Long là người đã đến trước chúng tôi, nhưng là người về sau, vì bác sĩ Long chỉ mới ra mặt gần đây và cũng chính thức tham gia vào tem vì yêu thương mà đến và đồng hành bảo vệ cho Hồng Loan. Bởi theo bác sĩ Long, thì khi nghe được những thông tin nói về nghệ sĩ Vũ Linh phải nằm phòng bọt bèo trong quá trình điều trị bệnh hay những thông tin nói Hồng Loan bỏ bê ba Vũ Linh không chăm sóc, quá bức xúc, bác sĩ Long đã chủ động gọi điện cho Bình Tinh và Hồng Loan để đứng ra làm chứng. Tem vì yêu thương mà đến có thêm sức mạnh và niềm tin là những gì Tem đã làm. Xuất phát từ tình yêu thương là đúng. Cũng chính bác sĩ là người lo cho Bùm Bùm, mẹ tròn con vuông trong những ngày sinh nở vừa qua tại bệnh viện. Khi ra mặt, nhiều người lo cho bác sĩ Long sẽ bị tấn công, nhưng bác sĩ bảo vàng thì không sợ lửa, thương quý trân trọng tấm chân tình của bác sĩ lắm. Một bác sĩ hết mình vì bệnh nhân, một người đàn ông nghĩa khí. Trong những cuộc vui, bác sĩ Long cũng rất vui vẻ và hòa đồng, đập tan những tin đồn và nghi vấn. Bác sĩ thường khó gần và khó tính.